Wow, quá đẹp. Chiếc đồng hồ này mà kết hợp với một chiếc nhẫn vàng trắng nữa thì là một điều tuyệt vời. Với chiều dài của mặt đồng hồ này là 43,99mm và độ rộng của phần thân mặt đồng hồ này là 21,30mm. Với độ dày của chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thấy sâu toàn bộ phần thân máy, bộ máy cây cầu vàng bên trong. Và để cho chiếc đồng hồ này hoạt động khi mà đeo thì cần phải lên cót. Lên cót cũng là lúc mà chúng ta relax, bởi vì ngồi đeo đồng hồ trên tay rồi ngồi nhìn đồng hồ, rồi chúng ta sử dụng tay để xoay cái nút điều chỉnh lên cót này từ trái qua phải thì âm thanh nó kêu lên rét rét là lên cót, và cảm giác cũng rất là sướng. Và chúng ta vặn tầm cỡ 30 mấy vòng thôi là cảm thấy vừa tay, và hạn chế tối đa về vặn lên cót quá tay, tức là không lên quá căng, lên vừa phải mức độ, tầm 30 mấy vòng là chị Lan nghĩ ok. Và để chỉnh giờ cũng rất là đơn giản hơn tất cả những chiếc đồng hồ cơ kia, là khi mà chúng ta chỉnh giờ chỉ việc là kéo cái nút thì những cái bánh xe bên hông sẽ thay đổi vị trí để chúng ta điều chỉnh giờ. Còn lên cót thì chúng ta lên như thế này, từ trái qua phải nè, thì những bánh xe trong đây sẽ xoay, rồi chỉnh giờ thì kéo xuống, và chúng ta cũng chỉnh từ trái qua phải thì tỷ lệ thuận là những cái kim giờ và cái phút cũng sẽ đi theo tỷ lệ thuận từ trái qua phải theo chiều kim đồng hồ. Đến vị trí giờ mà chúng ta thấy đúng thì chúng ta sẽ đẩy vào lên cót vừa phải. Wow, quá đẹp. Chiếc đồng hồ này mà kết hợp với một chiếc nhẫn vàng trắng nữa thì là một điều tuyệt vời, quá là hợp. Nhưng mà nếu như mà nữ thì hiện tại chiếc nhẫn mà Rolex xoay này của Kỳ Lăng thì tới 3 hàng, mình sẽ làm 2 hàng thôi, 1 hàng thôi, cái độ tơ bản này sẽ nhỏ lại thì sẽ hài hòa cân đối với đồng hồ này hơn.